Hello Dương, xin chào tất cả cô chú anh chị quay trở lại kênh YouTube của Dương nha. Thì hôm nay Dương sẽ đi bẫy cò trắng nha cả nhà. Thì cũng lâu rồi Dương không có đi. Hôm nay hôm qua Dương đi cánh đồng bên đây nè, Dương thấy có một ít cò trắng nó đậu xuống đây cũng nhiều. Thì giờ Dương sẽ đi qua bên đây cắm keo bẫy cò nha cả nhà. Thì cô chú anh chị xem kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ Dương nha. Thì hiện tại thì Dương với lại đặt tới cái bẫy để mình cắm keo rồi nha. Giờ mình sẽ tiến hành làm cái thủ tục như thường lệ này để lót rồi nắm cái này gịch cái giùm anh cây ra đây, thấy còn đẹp mà hả, thấy còn ok mà giúp ê dính rồi, nhưng mà hơi cho nó nóng đi, cầm lên em hơi cho nó nóng đi. Thì cái keo này lâu quá mình không có xài cho nên là mình hơi cho nó nóng lại nha, mà dùng đồ kèm thà kè cho nó nóng ra nha. Rồi ok, chắc lấy mấy cái cây thì ở đây Dương có mấy con cò giả, giờ Dương sẽ cắm cò giả nha. Quắc hả? Cò mà kêu quắc hả? Cò kêu tiếng quắc luôn. Không có lượm cây rồi, lượm em lấy mấy cái cây đó đẹp thôi, lấy mấy cái cây nó cắm đỡ đi em. Thì còn nó còn cây mà. Chừa chỗ cho nó đáp chứ. Cái bãi cò của Dương nè. Đó. À, mấy con cò giả. Đó. Này cái keo nè, là mấy cây này mình cầm đây, đó. Rồi em vô trước đi đây, anh đợi sáng chút mình cắm máy anh vô.
xuống dính lòng trắng bảy trắng hết trơn mà không không dính em ơi. Kỳ ta heo keo này hiểu kỳ ta rồi. Đây cô chú anh chị ơi, thì giờ cái keo của mình lâu quá không xài cho nên là keo mình nó bị không có dính hung nha. Thì cò cũng có xuống nhưng mà xuống cũng mấy con á, nhưng mà keo mình nó ấy quá cho nên nó không dính được cô chú anh chị. Đó. Nè. Dính lông còn dính trắng cho cây chân nè. Nè. Lông dính trắng cho ghề dính lông không à. Rồi về tuốt keo này bỏ đi làm lại keo mới được nè. Lông dính trắng trên cây chưa nè. Nè. Bên kia đó kìa. Mà không không đóng được con nào hết trơn á. Rồi giờ anh em mình cuốn cái này về. Sửa lại keo nha, ngày mai mình sẽ đi đánh tiếp tục cho lại đây. Quá trời rồi.